Trước tình trạng quảng cáo cho vay tiêu dùng hiện nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã đưa ra cảnh báo về các hành vi xâm phạm quyền lợi của các công ty tài chính đối với người tiêu dùng. Hiện nay, người tiêu dùng thường mắc bẫy các công ty tài chính do bị bưng bít nhiều thông tin. Lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính cao nhất lên tới trên 84% trên năm, trong khi lãi suất ngân hàng cao nhất cũng chỉ 20% trên năm. Lý do người dân tham gia vay tiêu dùng của các công ty tài chính là do thủ tục vay, bộ hồ sơ giấy tờ đơn giản, gọn nhẹ. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng cho vay tín dụng, nhân viên sẽ từ chối giao bản hợp đồng gốc để người tiêu dùng lưu giữ hoặc không cho phép người tiêu dùng sao chụp hợp đồng với lý do phải chuyển hợp đồng về công ty để lấy dấu. Công ty tài chính này thì hoàn toàn là không có cái quy định về trần lãi suất, không đề cập đến những cái vấn đề về cái việc là cho vay với cái người tiêu dùng đấy với lãi suất là bao nhiêu phần trăm. Và đây là hoàn toàn là dựa trên cái sự thỏa thuận giữa công ty tài chính với cái người có nhu cầu vay tiêu dùng. Cái người mà muốn vay ở công ty tài chính thường thường là những cái người người ta đã cũng cùng quất về cái điều kiện kinh tế rồi, người ta mới vay những cái khoản vay tiêu dùng nó rất là cấp thiết, mấy triệu hoặc là mấy chục triệu như thế, nên dẫn tới là cái nhận thức về cái hiểu biết pháp luật của những cái đối tượng cho vay ở đấy thì nó cũng là có cái phần nó khác xa với những cái khách hàng ở các ngân hàng thương mại. Người tiêu dùng cần trang bị các kiến thức, hiểu biết căn bản về tài chính. Khi vướng vào tình trạng trên thì cần liên hệ với tổng đài miễn phí 1800 6838 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ.